Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, thứ bảy ngày 17 tháng 9 năm 2022. Hôm nay mình quay gồm có 4 đài: đài Thành phố Hồ Chí Minh, đài Long An, đài Bình Phước và đài Hậu Giang. Chúc các bạn may mắn, bạn hãy nhấn chuông đăng ký ủng hộ mạnh với lớp 1, 1 đăng ký 1 like nha các bạn.